Giáo sư Kirk Thayer, chuyên gia về quốc phòng tại Đại học New South Wales của Australia vừa lên tiếng cảnh báo sau khi ông thấy rằng cộng đồng thế giới dường như đã không phản đối bộ phim tài liệu với tựa đề Hành trình trên Nam Hải được chiếu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cách đây hơn 6 tháng, bởi bộ phim này là một âm mưu nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền tham lam của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ phim chiếu trên kênh quốc tế của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV4 gồm 8 phần, trong đó có phần đề cập những chuyến tuần tra phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cơ sở phi pháp trên những đảo bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng và bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đang có tranh chấp với Philippines. Các cảnh quay trong phim cho thấy quốc kỳ màu đỏ của Trung Quốc được giương cao tại những đảo, bãi đá và các vùng biển mà tàu Trung Quốc đi qua nhằm khẳng định cái gọi là chủ quyền của họ. Giáo sư Thayer nhận định, phim tài liệu này không chỉ nhắm đến khán giả Trung Quốc mà còn có tác dụng như lời cảnh cáo đối với các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Giáo sư Thayer khuyến cáo toàn bộ khu vực phải chú ý những lá cờ trong bộ phim tài liệu và bộ phim phải bị xem là thứ gây rối đối với không chỉ các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam và Philippines mà cả những quốc gia hàng hải trong Đông Nam Á.